lá hình trái tim, thân xanh sẫm nhuộn tí đỏ, mong manh trong trắng gió đất trời, nên nào mà đất đai ẩm ướt là chị em bạn gì nhà em kéo nhau sinh sống tự do ở đó liền ạ. À? Mạch mai nhỏ nhắn vậy thôi, chứ bọn em giúp ích rất nhiều cho sức khỏe mọi người lắm đó ạ. Đầu tiên phải nhắc đến chính là tính năng điều trị mụn hết sức hiệu quả của bé diếp cá. Một bát con diếp cá, lấy nước trộn đều với cám gạo rồi dầu ô liu, một chiếc mặt nạ trị mụn cực kỳ hiệu quả đã ra đời. Chị em nhớ chỉ nên dùng từ 1 đến 2 lần một tuần thôi nhé. Khởi động ngày mới bằng một bài thể dục nhẹ nhàng và một cốc nước ép diếp cá là cô chú sẽ thấy lượng đường trong máu của mình giảm đi đáng kể đấy ạ. Cơ thể healthy, khỏe mạnh là điều mà biết bao chị em mơ ước. Bé diếp cá cũng thích làm đẹp lắm. Trong body bé diếp cá chứa rất nhiều chất xơ, protein, kali, sắt, vitamin A, vitamin B có tác dụng là giúp hệ tiêu hóa làm việc tích cực hơn, ngăn ngừa tích tụ các chất béo, mỡ thừa xấu xí. Anh chồng nào mà yêu vợ thì nhớ nhắc chị nhà bổ sung bọn em vào thực đơn ăn uống liền. Chỉ cần một bát rau hay một cốc nước ép diếp cá trong bữa ăn hàng ngày, mọi người đã có ngay một siêu anh hùng sẵn sàng kích thích cơ thể, sản sinh các tế bào thiết yếu, giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên, giúp mọi người luôn khỏe mạnh. Chính nhờ chứa nhiều chất oxy hóa mà bọn em đã hỗ trợ trị tim hoạt động tốt hơn, tăng cường khả năng lưu thông máu mà không gặp bất kỳ một kẻ xấu cản trở nào. Đấy, bà con thấy bọn em có nhiều công dụng giúp ích cho đời chưa? Áp dụng lợi ích của chúng em mang lại sức khỏe cho mình nhé. Và đừng quên nhấn like và follow kênh của Ayoba để xem tiếp công dụng của bạn bè gần xa nhà em nha.